quay đi, em quay đi, chị xin cho bánh bia. Xin phép em cho chị hai cái bánh. Chà bông chấm muối nha. Trời ơi, nghe cái tên người ta nói ha, trời ơi, nó tê, nó dịu dịu. Trực giật. Ăn cái này vô, nó gọi là mút cái đầu luôn. Mềm nè, cái này mềm nè. Mà nó nhỏ xíu rồi, từ từ khoan ha, bẻ đi. Bây giờ bay dành cái tay của tao nha. Mấy con cái rồi. 1/3 cái tay thôi bay ơi. Nó ăn gì là nhiều rồi đó. Bẻ ra. Cái nhân hình như chỉ có một loại nhân thôi à bay ơi. Ồ trời ơi cái này nhìn nó tơ. Ôi cái này không có nhân, cái này không có nhân. Trời ơi, trời ơi nó phê phê. Để xé cái này ra cho xuống cho chị. Tao. Tê quá bay ơi. Chà bông chân muối á thầy ăn thử. Ôi em ăn quá. Mẹ ăn mấy giờ mấy cái rồi bị đặt kêu ăn không hết. Bị xảo quá. Lộn bị xảo à. Ngày giống như bánh bông đen chấm muối bình thường thì không có gì hết. Thấy ngon dở quá. Ôi thấy ngon mà. Dở. Ngon. Nhà tiếp nha. Mua cái bịch này á. Cái hương hồi nãy ha, hỏi gì hương gì ta?